Nói chung bây giờ là những ý kiến của các thực khách. Và bây giờ các thực khách hãy nghĩ trong đầu sẽ lên chọn ai là siêu bếp. Mọi người để ý nha, ở đây chỉ có 4 cái ghế. Chúng ta chọn ai chúng ta hãy ngồi vào cái vị trí đó. Chị Thủy chị có ý kiến gì không? Không luôn hả? Đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ. Chị chuẩn bị lên giành nha. Giành 30 nha. 30 giây chị có chạy không? Chị chạy luôn đi, rồi ai muốn nhường thì nhường. À không nhường thì thôi. Rồi. Hiểu rồi. Bây giờ mà ai mà không dám nhường chị tôi mới xỉu á thiệt. Dạ. Vậy bây giờ xin mời 5 vị thực khách cùng đứng dậy đứng ra ngoài sau cái ghế ạ. Rồi, bây giờ không, mình nhường cho nữ chọn trước luôn đó. Chú ý, đã suy nghĩ kỹ chưa? Chúng tôi có nghĩ gì đâu. Sau khi hiệu lệnh của hai vợ chồng tôi 1, 2, 3 thì các bạn sẽ chạy lên giành cái ghế nha. Giờ chúng ta cùng đồng thanh nào. 1, 2, 3. Đó, thấy chưa? Anh ơi, mẹ mà, anh khí ghế mẹ. Đây, bây giờ thương lượng đúng không? Anh Toản, tôi nói cho anh nghe, tài sản của mẹ tôi nhiều lắm, một mình anh xài không hết đâu. Thiết nghĩ là hai anh em mình về chung với nhau đi, mình chia đôi. Em đi lủi thủi anh thấy sao? Ủa vậy ví dụ như hai anh em ngồi chung cái ghế rồi sao? Thì mình ăn mình chia đôi. Được chia đôi đúng không? Nếu như một người nào không giành được cái ghế cuối giờ sẽ có một cái hình phạt dành cho người không có chiếc ghế. Rồi bây giờ em phân tích cho anh nghe luôn nha. Trong 4 người này chỉ có một người là siêu bếp thôi. Còn 3 người không phải siêu bếp là 3 cái ghế đồ ăn sẽ dở. Anh nhắm một mình anh ăn hết cái dĩa đó không? Bây giờ em ăn phụ anh nửa dĩa. Mẹ thất lạc ơi, con mới là con trai của mẹ nhé. Đây không phải mẹ nhé. Anh Tám cho thôi bớt xin okay, đi. Đi đó. Qua đây đi, mình đổi vị trí qua đây, xin đây đi. Xin đây hả? Thôi khỏi luôn. Khỏi luôn không cho. Chị Thủy có cho không? Nghĩ đi chị cho không? Ừ, chị okay. Chắc là không cho rồi. Mình đây. Tuy nhường nè, thiệt. Thiệt tội hả? Nghiệp anh thuận quá mà giờ sao vậy? Hai mình ngồi chung đi. Chung đi. Tại vì trước khi ra giành tôi xác định rồi nè, không? Cô Thủy là con gái nè, bé pháp lý con gái nè, tại nhường đúng không? Còn này con gái thì sao? Con cha này nè, thương lượng nó giờ không được, Kim. Nè Tiên và bạn Thao nè. À, trước mắt là bây giờ bạn chưa có ghế là bạn sẽ bị ăn một món ăn rất là kinh khủng. Không, kinh mà gì? chưa chắc những người ngồi trên ghế được ăn ngon. Bây giờ bạn hứa tôi là nếu mà tôi cho bạn ngồi ở đây, ừ, rồi món ăn đó bạn ăn mình không? Món ăn nào? Món ăn bạn bắt buộc phải ăn á. Đâu có đâu, đâu có món ở đâu. Có. Ủa vẫn có hả? Có mấy hình ảnh okay, đó. Ok, tôi chơi đẹp bạn, tôi sẵn sàng chia đôi cái okay, gì đó nè, với bạn. Bắt tay cái nè, những người đàn ông nhau. Rồi, bạn ngồi ở okay, đây với bạn. Tôi. Rồi. Dễ thương quá à. Hay thương. Nhìn là thấy không? Tình chị duyên em. Ủa lộn. Cái gì vậy? Lộn. Tình hai anh em dễ thương. Tình nghĩa. Tình nghĩa hai anh em. Cái này ta gọi là tình cảm xô bích. Kính chào quý các bạn. Mọi người đang chọn lựa qua thao tác à. Tôi họ còn chọn. Có một cái khác nguy hiểm hơn, đó là kỹ năng. Và bây giờ tôi Nguyễn Thị Thần sẽ chạm tay vào cái nút này, ấn một cái trong... Thì trên màn hình sẽ xuất hiện các gương mặt. Một trong 4 người sẽ bước lên biểu diễn những tài năng bếp của họ. Bé Thần, xin mời bé. Và bây giờ tôi xin ấn vào cái nút này. 3, 2, 1. Wow. Chị luôn. Siêu bếp hả? Lại là bé bông bụp. Bé bông bụp. Dường như live show của bé hay sao? Đầu giờ bé diễn quá diễn, mà giờ bé lên bé biểu diễn một mình ên nữa. Bé bông bụp hiện giờ có 2 chàng trai đang giành bé bông bụp. Bây giờ bé bông bụp sẽ thể hiện kỹ năng bé bông bụp hô biến. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị mời về vị trí của mình. Giờ mình biến ra người luôn á, thấy ghê chưa? Hay thì cảm ơn giọng hát của chị bụp rất là nhiều. Một ca khúc rất là xúc động cũng như là chứa chan từng nhớ mẹ dễ sợ. Nhớ mẹ. Rớt nước mắt. Và bây giờ một lần nữa sau khi xem xét lại cái khả năng, cái tài lẻ của các đầu bếp, một trong những siêu bếp, mọi người có thay đổi không ạ? Có thể đổi vị trí cho nhau. Sau khi thấy chị hát Tuyên biết Tuyên sai rồi. Vậy thì anh Tuyên có muốn đổi không? Mình đi dụ đi Tuyên. Bạn biết cái chết ở đây rồi bạn dẫn lũi vô. Chẳng hay là các khách mời chúng ta có muốn thay đổi vị trí không ạ? Khoan, để tôi hỏi chút xíu. Anh Toản, khi nãy tôi có xin anh ngồi đây xe với anh, anh cương quyết anh không cho anh đuổi tôi qua anh Tuyên. Bây giờ anh nhìn lại đi, với cái thân hình của anh, 3 cái bánh này bao nhiêu calo nó vô người, anh dám anh chơi nổi không? Bây giờ anh ăn nỉ tôi đi, tôi ăn phụ cho. Không, bây giờ anh thì quan điểm anh khác. Bây giờ là chính kiến của Hồng Thuận nè, bây giờ có chia sẻ với lại Tuyên ở bên đó cái món ăn của chị này không?
Anh là anh thấy là cái món ăn của chị này là không phải rồi đó. Anh chắc chắn chị này là ca sĩ. Chị hát rất hay. Đúng, chính xác. Và cái món ăn này là cái món ăn cần phải chia sẻ. Vậy Hồng Thuận có muốn chia sẻ không? Bây giờ anh sẵn sàng anh chia sẻ với Thuận. Toán ơi, sao Toán không kỹ đầu bếp những lúc mà người ta nấu nướng, người ta lặt rau hay làm gì đó, ta vừa làm vừa hát. Không, nhưng mà qua cái giọng ca vừa rồi với lại cái cách chị này trình diễn thì anh nghĩ là chị này không phải là đầu bếp. Sai rồi. Đó là anh nghĩ thôi, anh chưa biết mẹ tôi rồi. Mẹ tôi ở nhà nấu ăn rất ngon mà hát rất hay. Đúng. Chúng ta còn 5 giây cuối cùng. 5. Thôi, bây giờ nè. Sao? Thử ngồi ghế này luôn đi, đứng đi. Tuyên à, những người đàn ông là sao làm vậy? Như vậy là Quách Ngọc Tiên đã quyết định đứng dậy, bỏ cổ chạy lấy ngừng. Bây giờ nghe Thủy ơi. Dạ. Chưa bao giờ Trương thấy Thủy đẹp một cách lạ lùng như dạ, vậy. Dạ cảm ơn anh, em luôn được Thủy ơi, dạo này tay chân nhức mỏi lắm em. Dạ, hơi nhức tí xíu. Ta Thủy ơi, một cái ghế ngồi ba người được không Thủy? Được chứ. Ghế này chỉ được à, một. Hai vợ chồng ơi. Hả? Dạ, hai vợ chồng, có mặt. Ừ, chủ quán cho hỏi là một cái ghế ba người ngồi được không nè? Một cái ghế ba người ngồi được không mình? Không. Không được, sập ghế, không à. Sập ghế, sập ghế. Hồi giờ Thủy nhường cho hai đứa mình. Hồi giờ Thủy nhường cho hai đứa mình. Nguyễn Hồng Thuận. Hả? Có cái ghế điện trong kia kìa, vô ngồi không? À. Bớt xin ba người lại. Trời ơi, okay. Thủy có thể là chia sớt một chút xíu gì đó tình thương dành cho Tiên được không? Không, mà nãy giờ em thấy hai anh em ngồi rồi, anh em tình nghĩa anh thôi, share nhau đi. Chứ làm vậy kỳ lắm. Đúng rồi, sao có phước chơi cùng xong hưởng rồi đi. Sao nhìn mặt nhau không được. Chơi vậy mới là đời. Mẹ đúng em rồi. Không chấp nhận. Anh vô đây ngồi chị. Ủa anh Tiên, nhưng mà nãy anh nói là chị này là đầu bếp vừa thát vừa nấu ok lắm mà. Anh phân tích theo cái anh hướng đi là ok thử, mà. Anh đi thử lòng từng người. Mọi thứ đã trôi qua và chúng ta bắt đầu hết giờ. Bây giờ sẽ là phần thử đồ ăn. Xem đồ ăn có ngon hay không mình. Đầu tiên sẽ là vị trí số 1 và vị trí số 2. Đây. Ở những món ăn này các bạn phải hả họng thật to ra và ăn hết cái phần và nhai ngấu nghiến nha. Ăn hết luôn hả anh? Ăn hết. Ăn hết nha. Nè, nè. Ăn cho hết. Ăn cho hết. Ăn cho hết. Đầu tiên sẽ là vị trí số 1. Anh ơi, để em tự. Không. Hả hồng ra. À. Nè, nè. Nhai. Ngon không? Á khẩu luôn rồi. Vị sao em? Hơi kỳ kỳ á. Hơi kỳ kỳ. Em cần uống nước không? Cần hả? Hồ Biên. Sao? Em thấy món bánh bía Sóc Trăng cái vị nó làm sao nè? Nó lai mùi lẩu Thái đó anh. Ủa là sao? Vị nó sao chứ? Ở ngoài thì bánh bía nhưng mà nhân nó có hơi lai lẩu Thái anh. Là sao? Là cái có vị nó sao? Cay nhẹ. Cay nhẹ. Cay nhẹ rồi đắng hơi hơi. Cay đắng. Nhưng mà cái cay nhiều hơn, cay quá anh ơi. Cay và đắng. Dạ. Như là nói về cái cuộc đời của mình. Dạ đúng nhiều rồi. Cay đắng, nhiều cay ngang. Đắng, nhiều cay ngang. Đúng rồi, rồi chính xác luôn. Là phải là món bánh bía không hay là hương vị khác đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy bây giờ chúng ta cùng đến với sơ yếu lý lịch của chị đầu tiên. Xin mời chị mở mặt nạ ra và giới thiệu về bản thân mình đi nào. Xin. Trời ơi. Dạ em xin chào mọi người. Dạ em xin lỗi chị, em không phải là siêu đầu bếp. Em là diễn viên kịch nói. Em năm nay 24 tuổi. Em tên gì? Dạ em tên là Thúy Vi. Thúy Vi. À. Cảm ơn em Thúy Vi. Bây giờ sẽ đến phần. Chồng ơi, em nói cho chồng nghe, cái gì nó cũng có cái giá của nó hết trơn. Dành ba cái bánh mà tôi nói trước, tôi đứng kế bên mà tôi muốn xỉu với cái vị của nó luôn. Cái mùi á. Hy vọng là đây là một cái món bánh bông lan Vũng Tàu trứng muối như ước mơ của anh. Mời anh dùng. Mình ráng ăn hết nha anh ơi. Mời anh hả họng bự ra. Anh hy vọng là như vậy. Cái mùi này là mùi bánh bông lan trứng muối nhưng mà có anh... mùi tạm. Em nghĩ là anh thích đó. Ừ. Sao nè? Đâu anh? Từ từ để anh ăn thêm miếng rồi anh mới nói được. Thôi anh tâm đắc quá vậy. Ê chị ngon rồi. Ngon. Ôi vậy là siêu bếp rồi. Chưa biết luôn đó. Anh cũng chưa biết cái bánh gì luôn đó. Chớ là ngon gì nào. Đây này là ngon rồi. Anh cố đó, anh cố ăn vậy là cho siêu bếp rồi. Coi chừng bị sang chấn tâm lý. Anh có muốn uống nước không? Mọi người ơi. Không. Anh ngon, ngon, ngon. Ngon hả? Ngon nhưng mà ngon. Được, ngon vừa. Chết rồi. Ủa là sao? Anh bị sản luôn rồi hiểu không? Em hiểu gia đình anh chắc đang lo lắm. Nhưng mà không sao đâu, không sao đâu. Ăn một cái bánh mà em nghe cái mùi em muốn xỉu luôn rồi. Mà anh ăn vẫn thấy ngon là em hiểu anh rồi. Dạ xin mời chị thứ hai. Chị Ba Vàng Ngọc. Không, tránh ra để tôi giới thiệu về người mẹ của tôi. Ok. Và sau đây để liên tục chương trình. Xin mời người mẹ đã lâu năm không gặp của con giới thiệu đi ạ. Dạ xin mời mẹ mở mặt nạ ra. Hồ Biên. Thấy chưa?
Mình tên là Mỹ Phương, diễn viên tự do. Nhưng mà mình cũng có kinh doanh về ăn uống. Nhưng mà mình không phải là siêu đầu bếp. Bên kia không phải siêu đầu bếp. Bên này không phải siêu đầu bếp. Thì ở đây bên còn 50%. Đúng rồi. Đúng không? Vừa hát hay mà vừa nấu ăn ngon. Ngon sao đâu mình ơi. Trời ơi, nè, Tuyên, mình thử cho người ta coi liền Tuyên. Hiện tại chúng ta còn 3 thực khách và 2 siêu bếp. Nhưng mà không biết là siêu bếp nào siêu bếp thật. Vậy bây giờ 3 vị thực khách sẽ cùng thưởng thức 2 món ăn của siêu bếp của chúng ta. Xin mời chị Thủy hãy cầm một cục. Ngon quá, bánh trung thu chị thích lắm luôn á. Lấy cục trên cùng đi nè. Ngơ một cục khoan nha. Mình cùng nhau cái, cùng cái. Vô. Một. Một. Hai. Ba. Vô. Ổn mà, ổn không? Thôi, ngon. Ngon. Cái hành động. Hơi, hơi. Ngon quá cô ơi. Em bán trai với chị lắm rồi. Đây là đẹp. Sao nè anh cảm nhận cái vị sao nè anh Tuyên? Trời ơi, nó mặn chát à. Mặn chát hả? Giống như cuộc đời của tôi vậy đó. Trời ơi. Như vậy là mặn, như vậy là chúng ta hãy cùng đến với sơ yếu lý lịch của người đàn bà bông bập này. Xin mời chị. Không. Xin mời chị. Bà muối quá, đi chơi đâu té vô nhà bà này nữa. Chị quá đáng lắm luôn á. Xin chào mọi người, mình tên là Quỳnh Thư. Mình hiện là ca sĩ tự do và kinh doanh nội thất xây dựng. Nội thất xây dựng. Chị có phải là siêu bếp hay không? Thật ra là mình cũng muốn làm siêu bếp nhưng đáng tiếc mình không phải là siêu bếp. Wow. Chúc mừng. Đừng quá, đừng vội mừng. Tại vì nhiều khi không có siêu bếp luôn. Rồi.